Pia Woodbeck là một trong những nàng hậu ồn ào nhất vì có màn trao nhầm vương miện đầy chấn động vào năm 2015. Sau đó, cô liên tục gây thù trụ án với fan sắc đẹp Việt Nam khi hai lần đụng độ đến hai đại diện nhan sắc của nước ta. Pia Woodbeck sinh năm 1989, cô là nữ hoàng sắc đẹp có tầm ảnh hưởng hàng đầu tại Philippines. Sở hữu vẻ đẹp lai cuốn hút nhờ mang hai dòng máu Đức, Philippines, thân hình quyến rũ với chiều cao 1m73, mỹ nhân này sớm tham gia các cuộc thi nhan sắc tại quê nhà rồi trở nên nổi tiếng quốc tế khi giành vương miện Miss Universe 2015. Cô từng gây chú ý khi trải qua đêm đăng quang ồn ào vì sự cố trao nhầm vương miện. Sau nhiệm kỳ hoa hậu, Pia Woodbeck đẩy mạnh các hoạt động trong làng giải trí với vai trò MC, diễn viên, người mẫu đồng thời phát triển kinh doanh. Trong một cuộc phỏng vấn, Pia Woodbeck cho biết cô làm việc chăm chỉ gấp đôi sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu Hoàn Vũ để duy trì sức hút. Dù xuất sắc, xinh đẹp là thế, nàng hậu này vẫn bị fan sắc đẹp Việt Nam ghét cay ghét đắng vì những lý do khó có thể bào chữa được. Sau nhiều năm, đến nay, những ồn ào và động thái phát ngôn của người đẹp dành cho các cô gái này của Việt Nam vẫn khiến nhiều khán giả tức giận. Cụ thể, phải nhắc đến ồn ào từng có giữa Pia và Minh Tú. Ở tập đầu tiên của Asian Next Top Model 2017, tấm hình với chủ đề siêu mẫu chạy trốn của đại diện Việt Nam là Minh Tú nhận được khá nhiều lời khen từ phía ban giám khảo. Nhưng đến phần đánh giá và loại, tổng số điểm của Minh Tú chỉ là 35, đứng hạng 8 trên 14 của tập. Nhiều cư dân mạng phát hiện ra, giám khảo khách mời Pia Woodbeck đã cho đại diện Việt Nam số điểm vô cùng thấp là 4,5. Trong khi đó, các giám khảo khác cho Minh Tú điểm khá cao, tối thiểu là 7,5. Vì sự chênh lệch rất lớn này, nhiều người cho rằng Miss Universe người Philippines cố tình dìm hàng đại diện Việt Nam. Sự việc khi ấy đã gây nên nhiều tranh cãi, bản thân Minh Tú cũng có bài đăng đụng chạm mỹ nhân Philippines. Không hiểu bà nghĩ sao mà cho em 4 điểm rưỡi, dưới điểm trung bình luôn mấy chế ơi. Cư dân mạng Việt cũng ra sức chỉ trích hoa hậu Hoàn Vũ 2015 trên mạng xã hội, thậm chí Pia Woodbeck phải lên tiếng đính chính, không ghét Minh Tú. Cô nói, các bạn hãy ngừng chỉ trích, tôi yêu mến các cô gái như nhau, Tú có rất nhiều tiềm năng, nhưng sự thể hiện của cô ấy trong tập 1 khiến tôi hơi thất vọng, và đó là quan điểm của tôi trong vai trò một giám khảo, các bạn hãy tôn trọng điều đó. Tôi không ghét Tú, tôi không ghét Việt Nam, tôi khuyến khích các cô gái tham gia những cuộc thi như thế này để thử thách bản thân họ làm những điều tốt nhất. Không riêng Minh Tú, Khánh Vân cũng từng đụng chạm với Pia Woodbeck vào năm 2020 khi Khánh Vân được công bố vào thẳng top 21 nhờ lượng vote cao nhất lịch sử Miss Universe. Pia phán ngay, chẳng lẽ Việt Nam có nhiều fan sắc đẹp hơn cả Philippines hay sao? Khỏi phải nói, khán giả Việt đã phẫn nộ cỡ nào với Miss Universe 2015. Chỉ trong một đêm, khán giả Việt tràn vào Facebook, Twitter, Instagram của nàng hậu để chỉ trích và ném đá tới tấp. Trước làn sóng căm phẫn quá lớn, mỹ nhân Philippines lại phải lên tiếng đính chính. Trong nhiều năm qua, tôi đã được nói và tôi tin rằng Philippines có nhiều fan sắc đẹp nhất trên thế giới. Nhưng hôm qua, Việt Nam nhận được lượng bình chọn cao nhất trong lịch sử. Điều đó có nghĩa là tôi đã sai. Việc đó khiến tôi ngạc nhiên. Chỉ vậy thôi, đó là tất cả những gì tôi muốn nói về bài đăng của mình. Tôi không hề mỉa mai hay nghi ngờ chiến thắng bình chọn của các bạn. Hy vọng điều này sẽ sáng tỏ. Chúc mừng Việt Nam đã có lượng bình chọn cao nhất lịch sử Miss Universe.